Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chị có về đồ gỗ, đồ đồng, đặc biệt là những cái đèn mang sông hiệu Aida do nhà sưu tầm của người ta, bây giờ người ta đã nhường lại cho em để em giao lưu lại với quý cô chú anh chị mình ha. Đó, đây là mã số 1 đầu tiên, mã số 1C, một cái đèn dầu Pháp hiệu Aida, tất cả nguyên zin, nguyên con đều là Aida hết. Đó, từ cho đến nắp chụp cho đến bầu này luôn, nước si vẫn còn. Đó, nước si của nó vẫn còn luôn nha. Bầu đồng nhưng mà nước si vẫn còn. Đó, đây cô chú chị mình xem giùm em nha, rất là đẹp. Đây, cái này là có thể là giả tỷ như nếu mà cô chú chị mình có nhu cầu thì chúng em sẽ vệ sinh, mướn thợ vệ sinh giùm cho cô chú chị mình luôn nha. Có thể là cháy luôn bình thường không gì hết. Đây, 500cb thứ nhất. Nắp chụp bằng Aida. Đó, nhãn hiệu Aida cô chú chị mình xem giùm em nha. Đây, tim bọng đầy đủ. À, từng món một em sẽ quảng cáo cho cô chú chị mình đều biết nha. Đây, nắp trên này cũng là Aida luôn, chất liệu là bằng thau. Đó, những cái Aida này nó rất là hiếm nha cô chú chị mình ha. Còn nguyên zin như gì thì nó còn rất là hiếm. Đây, da bơm cũng là Aida, mồi lửa cũng là Aida, chỉnh bếp lửa cũng là Aida luôn. Và bình dầu này cũng là Aida luôn, bình áp nhiệt này cũng là Aida luôn. Đó, lòng trong này cũng là Aida. Tất cả đều đồ của Pháp thì nó sẽ đều, những cái món linh tinh lỏ nhỏ như gì nó cũng vẫn đều là có mang ký hiệu Aida luôn nha. Đó, đây cô chú chị mình xem giùm em, nội mờ cái lá phổi này cũng là Aida luôn. Đó, đây vẫn còn luôn, cây này còn ghiên tới đến 99% lần nha cô chú chị mình ha. Đó, chỉ có cái ống khói này là lai Aida thôi. Đó, nhưng mà ống khói này cũng là ống khói xưa mình luôn nha, ống khói liền. Đây, mã số 1C đầu tiên em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 5,5 triệu. 5,5 triệu em bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Về mình vệ sinh sơ lại là có thể là mình xài bình thường. Đó, đây, mã số 2C cũng là một cây đèn dầu Aida. Đây, nắp bình dầu này cũng là Aida luôn. 1 đồ gin, 2 đồ gin, 3 đồ gin và 4 đồ gin, 5 đồ gin, 6 đồ gin, bầu 500cb. Đó, đây, cái nắp nhạo này cũng là hiệu Aida luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, bầu thì cái em bao là bầu bằng thau thứ nhất, thứ hai cái nữa là bầu này là nước sơn này, nước sơn riêng của nó, sơn si vẫn còn nha. Đó, còn nắp này là nắp Metomat, cũng là hàng của Pháp luôn. Đó, nhưng mà nó ở trên này là cái nắp này là cũng là bằng thau luôn nha, cái này là bằng thau nha, vẫn chùi ra vẫn sáng bóng nha. Đó, về mình vệ sinh lại là có thể mình xài được bình thường, không gì hết nha cô chú chị mình ha. Đây, cây này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình, có giá là 5,2 triệu, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Đó, mã số 3C, cũng cái một cái đèn mang sông hiệu Aida luôn. Đó, nhưng mà cái này tỷ lệ của nó thì là trên nắp này thì nó lai. Đó, tuy rằng nó cũng là bằng đồng nhưng mà nó like mình nha. Nó like nha cô chú anh chị mình ha. Đó, có sao là em báo chính xác cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đây, cái này cũng là hiệu Aida. Đó, cái này cũng còi này cũng là cũng của Aida luôn, nhưng mà cái kiểu này là kiểu khác nha. Đó, máy phun cũng là Aida. Nói chung là Aida, cái này là gin cũng được 90%, chỉ like cái này thôi, nhưng mà cũng vẫn là bằng thau nha. Đó, cây này á, cái nắp nhạo này cũng là Aida luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, đây, cây này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 4,900,000, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha, bao phí ship toàn quốc luôn. Đây, tới mã số 4C, đây cũng là một cây đèn dầu Aida luôn nha. Mấy cây này là chuẩn đẹp luôn cho cô chú anh chị mình ha. Đó, tất cả đều là Aida hết, từ cho đến bếp phun cho đến còi luôn là đều Aida hết trơn luôn nha. Đây, đó, nắp này cũng là hiệu Aida luôn, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đó, đây, quay cho gõ vô cho cô chú chị mình thấy cái nhãn hiệu Aida. Đó, đây, ống khói thì cũng ghim theo của nó thôi, nhưng mà ống khói này đã nứt rồi, nhưng mà em sẽ thay cái ống khói liền cho cô chú chị mình nha, tặng thêm, đặc biệt cây này thì em tặng thêm một cái ống khói liền cho cô chú chị mình luôn. Đó, bầu này là bầu thau nhưng mà nước si cũng vẫn còn. Đó, cô chú chị mình giữ lại nước si này, đó, cho nó đẹp nha cô chú chị mình ha. Tim bọng thì đầy đủ, nó lá phổi bông sen cũng đầy đủ luôn.
Đó, nước xi vẫn còn, cái này mình chùi metomat lại thôi là nước xi giữ lại cái nước xi của nó nha. Đó. Mấy cây này thì tuổi đời tầm khoảng có 40-50 năm trở lên hết trơn rồi nha cô chú chị mình ha, hàng Pháp chuẩn xưa. Đó, mã số 4C em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Tặng thêm một cái ống khói giá 5,5 triệu, bao ship toàn quốc và chúng em sẽ bao đầy đủ linh kiện cho cô chú anh chị mình ha. Về mình vệ sinh là mình xài thôi. Mã số 5C, một cây đèn dầu Pháp, được nửa lít dầu, ống khói bút mực, tim bọng đầy đủ, vẫn xài tốt bình thường. Chiều cao 4 tấc 7. Đây, chá này của nó là chá này là chá 2 tấc nha cô chú anh chị mình ha. Cây này thì có giá 3 triệu em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đó. Đây tới mã số 6C, một cái đèn dầu Pháp, đó chân là Atimon chuẩn xưa, bầu là pha lê. Đó. Màu xanh rất đẹp, chiều cao 59. Cái này bầu là bầu 1 tấc 3. Có giá cũng là 3 triệu bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đó. Những cái đèn dầu này thì em bao xài thoải mái vô tư cho cô chú anh chị mình luôn. Đây em có một ông cóc chúa nha. Đó, ông cóc chúa tức là chúa của các loại cóc. Đó, đây. Con này rất là nặng nha cô chú anh chị mình ha. Tuy nó bồng nhưng mà nó rất là nặng. Đó, cóc chúa. Chúa của các loại cóc nha. Đó, kim tiền ngậm thiền thư. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, xung quanh là những đàn cóc con này đây. Đó, đứng trên một cái đống vàng. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Tuổi đời con cóc này tầm khoảng cách chừng 20 năm, chất liệu bằng đồng, mã số 7C. Chiều cao là 4 tấc. Đó, chu vi của con cóc này nó đứng. Chu vi con cóc này nó đứng là 1m18. Đó. Cô chú anh chị mình xem giùm em một vòng nha, rất là đẹp, rất là nặng, liền lạc và lành lặn, bỏ qua cân thử coi. Đó. Cóc độc thiền thư. Đó. Mang cho đến sự tài lộc và giàu sang phú quý cho các gia chủ nha, giữ tiền giữ của rất là đẹp. Trọng lượng nặng của nó luôn là 46 kg, 47 kg, em trừ 2 cho cô chú chị mình tính 46 kg. Lật cái đế dưới cho cô chú chị mình xem lại nha. Đó, để em lật cái đế dưới lên. Đây, hàng liền lạc lành lặn, chúng em không có đổ xi măng ba giới gì vô hết trơn nha cô chú chị mình ha. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em, chân thành rất là cảm ơn. Rồi, nghiêng lên. Đây, con cóc này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 11.500.000, bao phí ship toàn quốc và bao đánh bóng cho quý cô chú anh chị mình ha. 11.500.000, bao ship và bao đánh bóng luôn. Đó. Tới mã số 8C. Đó, một cặp hạt nha. Đó, đây rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Cặp hạt đứng trên lông quy, chưa chùi rửa vệ sinh gì hết trơn luôn, chất liệu là bằng đồng. Đó, để em đo thử coi nha. Chiều cao là 1m7. Đó, gần 1m8, chúng em tính 1m7 thôi. Hàng liền lạc và lành lặn, trọng lượng nặng một con là 21 kg, đó 24 kg. Một con hạt như rùa này là 24 kg đồng. Đặc biệt hàng này là hàng bọng nha, nhưng mà nó rất là dày. Đó, chúng em không có đổ xi măng ba giới gì vô luôn. Đó, bọng nguyên con. Nếu mà đổ vô là lên tới 30 mấy 40 kg một con lận nha. Nhưng mà hàng này là hàng bọng. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Chiều cao là 1m7, chưa vệ sinh chùi rửa đánh bóng, chất liệu bằng đồng không pha. Rồi bỏ xuống dưới đất thử coi. Đó. Cho cô chú chị mình xem cho rõ nha. Đây, rồi nghiêng qua một bên cho cô chú chị mình xem cái lồng trong nha. Đó. Cô chú anh chị mình có nhu cầu thì em sẽ chụp gõ từng chi tiết một luôn. Đây, không có miếng mồ ba giới gì luôn, trong con hạt luôn nha, trong bụng luôn. Đó, chúng em đã môi móc ruột ra hết trơn rồi. Chất liệu bằng đồng nguyên con. Cái này của chú anh chị mình cứ chà dầu lửa vệ sinh lại thôi, nó ra cái màu đồng tự nhiên rất là đẹp. Còn nếu mà đánh bóng lại nữa thì khỏi chê chỗ nào. Chiều cao là 1m7. Đó, tính từ bông sen này trở xuống nha. Hạt ngậm bông sen rất là bự. Đây, để em đo cái mình con hạt cho cô chú chị mình xem nha. Đây, mình con hạt này là 70. Cặp này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Một cặp có giá là 38 triệu. Một cặp 38 triệu, bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc nha. Đó.
Một cặp là 38 triệu bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. Mã số 9C, một cái nón hội đồng. Đó, hàng liên lạc. Đây, cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Mặt này là mặt trước mặt tiền. Đó, xây này là xây lớn nha. Mặt sau này thì nó có bị tét chỗ đầy, người ta đã tái chế keo lại rồi. Đó, nón này là nón chuẩn nón Pháp xưa nha. Đó, đây, cô chú anh chị mình xem giùm em rất là đẹp. Nó chỉ có bị lỗi chỗ này thôi, còn tất cả đều là lành lặn hết trơn luôn. Chưa chùi rửa vệ sinh, quai bọng được cũng vẫn còn nha. Để em đo thử coi, chiều dài là 2 tấc. Đó, bề ngang của nó luôn là 1 tấc 8, xây này là xây lớn, mặt này là mặt trước. Đó, cô chú chị mình xem và kỹ giùm em ha, rất là đẹp. Cái này thì còn liên lạc lành lặn, có giá là 2 triệu 800 ngàn, bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình ha. Đây, mã số 10C, xây này là xây nhỏ. Cái này nó cũng bị lỗi bên đây, nhưng mà ta đã chế keo lại rồi. Đồ này là chuẩn đồ Pháp xưa nha cô chú chị mình ha. Thứ nhất, thứ hai nữa là mũ này là mũ Pháp. Hiện tại bây giờ là nó không có sản xuất nữa nha. Đó, tuổi đời những cái nón này là tầm từ giá là 50-60 năm không à. Dài là 2 tấc. Bề ngang là 1 tấc 7, xây này là xây nhỏ. Đây, đó, rất là đẹp nha. Cái này thì có giá là 2 triệu mốt, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn. Hàng rất là đẹp nha, liên lạc và lành lặn. Đây em còn những cái nồi đồng chuẩn xưa, đồng không pha, trọng lượng nặng 800g, chiều cao của nó luôn là 1 tấc 3, đường kính miệng là 1 tấc rưỡi, chất liệu là bằng đồng, hàng liên lạc và lành lặn luôn. Đây, trọng lượng nặng 800g, mã số 11C, em giao lưu là 1 triệu bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. Mã số 12C, một cái chảo đồng, trọng lượng nặng là 1,1 kg, đường kính chảo của nó luôn là 2 tấc 7, hàng liền lạc và lành lặn. Đó, cái này là em cà cái màu đồng có đúng hay là sai nha. Đó, không có bị lủng chỗ nào hết, vẫn xài được bình thường, bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc. Chảo này em giao lưu là 1,2 triệu. Đó, 1,2 triệu bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Mã số 13C, một cái bằng ủi con gà, chất liệu bằng đồng, còn đế luôn nha. Gà là gà đồng, cán là cán nhôm. Cô chú anh chị mình xem giùm em một vòng nha. Rất là đẹp, hàng liền lạc và lành lặn. Trọng lượng nặng là 2,5 kg, tính luôn cái đế luôn nha. Đó, gà đồng, cán nhôm, bằng ủi bằng đồng. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em ha, rất là đẹp luôn, hàng liền lạc và lành lặn. Đó, đúng rồi, cán là cán nhôm nha. Đây, cái này em giao lưu là 1,2 triệu, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đó, một cây cân đòn. Đó, cân này là cân heo nha. Ngày xưa cân có thể được là 150 kg, chất liệu là bằng đồng. Đó, nguyên cây, chỉ có cái móc khoen này là nó bằng sắt ô môi xưa thôi. Đó, chiều dài cái cân này là 80. Đó, trái cân cũng là bằng đồng luôn. Trên đây thì nó mắc một cái phen tròn nữa nha. Đó, có sao là em báo chính xác cho quý cô chú anh chị mình luôn. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn là có giá là 1,4 triệu. 1,4 triệu bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đây, em còn một cặp thần tài thổ địa. Trọng lượng nặng là 1 kg. Trọng lượng nặng là ông thần tài này á là 1,9 kg nha. Đó, cặp này là 3,8 kg, thần tài thổ địa, chất liệu bằng đồng, chiều cao là 2 tấc. Đó, đây của chú chị mình xem giùm em ha, hàng liền lạc và lành lặn luôn. Chu vi em đo tới cái giò của ổng luôn là 40. Nếu mà đo đứng ngồi trên thổi mấy cái đống vàng này thì rất là bự hơn chút xíu nha. Đây, cặp thần tài thổ địa này, đó, giá đặc biệt ưu đãi ngày hôm nay có giá là 1,5 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Đó, không kể lời lỗ luôn nha. Đây em có một cái nghiêng mực tàu nha. Đó, cái này là cái nghiêng mực tàu chuẩn xưa nha cô chú chị mình ha. Bao cho cô chú chị mình luôn là chuẩn đồ xưa. Đó, cái nghiêng mực nha. Chiều dài cái nghiêng mực này là 1 tấc 2, bề ngang của nó luôn là 1 tấc nha. Đó, mã số 15C và cái đồ gác mực nha.
Đó, đi theo của nó luôn là một bộ nguyên mực này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình. Có giá là 2 triệu chỉnh đồ xưa, không phải đồ xưa trả lại cho em không mất 1.000 phí ship. Đó, mã số 15C nguyên mực tàu xưa. Đó, còn một cái mâm. Đó, lông phụng nha cô chú chị mình ha. Mâm lông phụng rất là đẹp. Xung quanh là nó cẩn cái tích là mai lan cúc trúc còn duy nhất một cái. Mã số 17C. Đây, mâm treo tường dập nổi. Đó, cô chú chị mình thay vì treo chanh mình treo mâm đồng nha. Đó, rất là đẹp lông phụng nha. Đó, đây là móc treo tường. Cái này thì em giao lưu cho cô chú anh chị mình luôn, 1 triệu bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình ha. Đây, tới cặp mã số 18C. Đó, một cặp cá nha. Chiều dài là 3 tấc, bề ngang của nó luôn là 1 tấc 8. Gốm Biên Hòa xưa hàng lành tích 90%. Đó, gốm Biên Hòa xưa nha. 500.000 một cặp bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. Mã số 19C, một chục cái dĩa con gà. Đó, hàng Nam Bộ xưa đường kính dĩa 2 tấc. Đó, rất là đẹp luôn nha. Con gà vẽ rất là thần thái nha cô chú chị mình ha. Hoa văn vẽ tay. Đó, gốm Lái Thiêu xưa, tuổi đời trên 3-40 năm. 500.000 một chục cái bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước luôn. Chục cái dĩa con gà. Một chục cái dĩa Trúc Lâm Thất Hiền. Mã số 20C, đường kính dĩa là 2 tấc. Hàng cũng còn liên lạc khá là cao, rất là đẹp. Đây, đó, chục cái này thì em giao lưu là 500.000. Tại vì có một hai cái nó hơi mẻ nhiều nhiều chút xíu nha, lâm nhâm như gì nè. Đó, chục cái này thì có giá là 500.000, cũng là bao ship toàn quốc, chứng đồ xưa nha. Đây, còn một cặp bình cuối cùng 21C lục giác. Đó, bình này là bình 12 con giáp, lục giác 12 con giáp. Tô son dễ dàng, rất đẹp nha. Chiều cao 55, đường kính miệng là 1 tấc rưỡi. Hoành bụng của nó luôn á, là 75. Hàng liền lạc lành lặn luôn nha. Đó, bao cho cô chú chị mình luôn. Hoa văn dễ tay, tự nhiên, liền lạc lành lặn. Tô son dễ dàng, thập niên 80. Cặp này còn một cặp duy nhất em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. 4.200.000 bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình ha. 4.200.000 bao phí ship. Mã số 22C, một cái bình bách hoa nha. Gốm Biên Hòa xưa. Đó, tuổi đời thì khoảng tầm 30 năm trở lên. Chiều cao 4 tấc, đường kính miệng là 1 tấc 6. Hoành bụng của nó luôn là 60. Hàng liền lạc lành lặn gốm Biên Hòa xưa. Đó, cô chú chị mình xem đế dưới giùm em nha. Đó, rất là đẹp. Đây, men trong men ngoài luôn. Cái này thì có giá là 1.300.000. 1.300.000 bao ship toàn quốc nha. Đây, mã số 23C. Đó, cái tích của nó là mai lan cúc trúc. Chiều cao của nó luôn là 5 tấc 2. Đường kính miệng là 2 tấc 2. Hoành bụng lớn nhất là 1 tấc 84. Đó, mai lan cúc trúc rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Đây, cái này là dấu này là bị lỗi lò cô chú chị mình ha. Còn nhiều là lành lặn hết trơn luôn. Cái này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1.500.000 bao phí ship toàn quốc, đặc biệt là bao xài cho quý cô chú anh chị mình luôn nha, khắp mọi miền đất nước. 1.500.000. Mã số 24C, một cái đồng hồ. Chiều cao là 69, hàng của Đức. Đường bề ngang là 33. 8 gông 8 búa nha. Đó, máy là máy lớn, rất là hay. Đó, chưa chùi dầu vệ sinh lại luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây, mặt đồng hồ thì nó là trung bình khá đẹp. Đó, 8 gông 8 búa máy Đức. Đó. Đây, thùng nó cũng còn liên lạc lành lặn nổi. Cái thùng bây giờ là cũng 2 triệu mấy rồi nha cô chú anh chị mình ha. Đó, 24C em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 4.400.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. 4.400.000 bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước luôn. Mã số 25C. Đó, chính là một cặp liễn nha. Đó, một cặp liễn chữ rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Hàng liền lạc lành lặn. Chúng em chỉ còn có một cặp duy nhất thôi. Những cái chữ ở trên đây thì chúng em sẽ dịch được cho cô chú anh chị mình ha, nếu mà cô chú anh chị mình có nhu cầu. Còn một cặp duy nhất nha. Đó, chiều cao là 2m. Chiều cao là 2m, bề ngang của nó luôn là 2m rưỡi. 2 tấc rưỡi nha, em xin lỗi.
bề ngang 2,5 tấc, dáng dày 3 phân. Còn một cặp duy nhất mã số 15C. Những cái chữ Tàu trên đây thì chú em sẽ dịch được cho cô chú anh chị mình luôn. Hai câu thơ và hai câu đối rất là đẹp, rất là hay. Đó, mặt sau chất liệu gỗ là bằng gõ nha cô chú anh chị mình ha. Đó, ốc thì cắt cẩn rất là nhu mì, rất là đẹp luôn. Cặp này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 14.500.000 bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình ha. 14.500.000 bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. Mã số 26C đó chính là một chiếc Mobilet. Đó. Chiếc này thì nước sơn thì đã sơn lại, dọn lại rồi nha. Đồ zin của nó được khoảng có chừng 85% là đồ zin, vẫn chạy tốt nha cô chú anh chị mình ha. Đó, hai thì xăng pha nhớt chạy rất là ngon. Đó. À, máy móc là còn vẫn còn im nha. À. Để em tắt máy đi. Đã chạy là xăng pha nhớt, bao xài cho quý cô chú anh chị mình luôn. Chỉ có nước sơn này là em sơn mới lại thôi. Đó, cho đẹp lại nha. Đó. Máy móc thì em bao chạy bao xài cho quý cô chú anh chị mình luôn. Về mình đổ nhớt xăng pha vô là mình chạy thôi. Đó, zin của nó khoảng có được 85%. Chiếc này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, đặc biệt giá ưu đãi ngày hôm nay 25 triệu bao phí ship toàn quốc nha. 25 triệu bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị mình có nhu cầu thì cứ liên hệ số với em. Em chụp hình gửi gửi Zalo cho cô chú anh chị mình xem và biết nha. Mã số 27C. Một bộ bàn gồm 7 món nha. Đó, chất liệu gỗ là bằng gõ, chưa đánh bóng chùi rửa đã qua sử dụng rồi. Tuổi đời thì em bao vô chú chị mình bộ này khoảng có 30 năm trở lên. Đây nhìn dân cây gõ giùm em ha. Ốc cẩn rất là đẹp, không mất con ốc nào hết. Em đo trước cái bàn đi. Bàn bề ngang là 1m1, chiều dài là 1m1 nha. Bề ngang là 5 tấc. Cái bàn cẩn 4 mặt, chiều cao của nó luôn là 75. Đó. Cái ghế phủ bì là 74, lọt lòng chỗ ngồi là 62. Đó. Chiều sâu vô cái ghế này lọt lòng chỗ ngồi là 55, phủ bì là 60. Đó. Vách lưng của nó luôn là 1m15. Đố này á là dày 3,5 phân nha, 4 phân còn lại 3,5 phân. Đó. Đồ này thì em bao xưa cho cô chú chị mình luôn nha. Dân cây gỗ gõ giùm em nè, nhìn nè rất là đẹp. Liên lạc cho lành lặn, 4 cái ghế, 2 cái đôn và cái bàn. Đó, bộ này khá là liền, ốc thì không mất con nào. Đó, cái này thì em có thể làm bóng lại cho quý anh chị mình ha, sơn bóng lên cái nó thôi là ok đẹp. Đó là nguyên si lành lặn. Bộ này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, mã số 27C. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình có giá là 49 triệu bao ship toàn quốc nha, còn một bộ duy nhất. Đó, tại bộ này em mới giao lưu lại với người ta đổi đồ với em ha. Đó. Đó, rất là đẹp, liên lạc và lành lặn. Thấy như vậy chứ một cái ghế là phải hai người ginh nha cô chú anh chị mình ha. Rất là nặng. Tuổi đời em bao trên 30 năm. Bộ đây. Mã số 27C, 28C. Đó chính là một cái đồng hồ tủ nha. Hàng liên lạc và lành lặn luôn. Chiều cao cái tủ này là 2m. Chiều sâu vô là 2 tấc 7. Bề ngang cái tủ này là 5 tấc. Đó, 12 gông 12 búa nha cô chú chị mình ha. Liên lạc lành lặn luôn. Đó. Đồng hồ này là không chê được chỗ nào nha cô chú chị mình ha. Máy đóng dệt Manin. Đó, máy là đóng dệt Manin. Đây cô chú chị mình xem giùm em ha. Đó, mặt đồng hồ. Đây mặt quả lắc đi. Mặt quả lắc là 2,5 tấc. Mặt đồng hồ này là 2,8 tấc. Lịch sao chăng đầy đủ. Đây và đây là kim dây nhãn hiệu đồng hồ, lịch sao chăng là bằng thao hết nha. Nói chung cây này là em bao chạy bao xài cho cô chú chị mình luôn. Gỗ là nu sòi của nước ngoài nha. Đó, gỗ rất là đẹp. Nói chung là cây này là em bao xài cho quý cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước. Đó, 12 gông 12 búa, cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 24 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình ha. 24 triệu bao phí ship toàn quốc luôn.
Đó. Cô chú anh chị mình có nhu cầu thì cứ liên hệ Zalo với em nha. Mã số 29C. Đó chính là một cái tủ gốc nha. Chiều cao là 2m1, em còn một cái duy nhất cái tủ gốc. Bề ngang của nó luôn là 1m. Đó, chặt gốc của nó luôn là khoảng cỡ 65 nha. Chặt gốc là 65, một góc xéo vô là 65, 6 tấc rưỡi nha. Đó. Tủ này liền lạc và lành lặn luôn nha. Chiều sâu này của nó luôn cũng là 6 tấc. Đó, trên đây là nó có 3 ngăn để đồ. Đây là có một học và đây có hai học hai bên. Đó, tủ gốc đã để góc nhà của cô chú chị mình rất là đẹp luôn. Hàng liền lạc, lành lặn, chất liệu gỗ cũng là bằng gỗ luôn nha. Đó. Đây còn một cây duy nhất em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Em giao lưu với cô chú chị mình luôn có giá là 24 triệu. 24 triệu mã số 29C. Chất liệu gỗ là bằng gỗ, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Đó. Mã số 30C. Cái này là một cặp nha, 30-31. Đây cặp tủ này thì tay gầm này là bằng mới nha. Em làm lại. Cái kia nó gãy rồi, cái này là bằng mới nha, làm lại. Trên đây thì có 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn. Đó, chất liệu gỗ cũng là bằng gỗ luôn. Ở dưới đây thì nó có hai học hai bên nha. Để em đo nó thử coi nha. Đó. Chiều cao là 2m25. Chiều cao là 2m25 nha. Đây, em đo ngang luôn. Đó, đây. Liên lạc và lành lặn. Bề ngang là 1m2. Đó là nhỏ nhất. Lớn nhất là 1m3. Chiều sâu vô là 38. Đó, chạm chỗ cẩn ốc rất là đẹp, nhu mì. Đây cô chú chị mình xem giùm em nha, liên lạc và lành lặn. Cái này là một cây em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, một cây là 39 triệu, bao phí ship 1000 cây số. Còn nếu mà cô chú anh chị mình mua một cặp, chúng em sẽ là bớt lại tiền ship cho cô chú anh chị mình ha. Đó, chút đỉnh. Đó, một cây là 39 triệu bao ship toàn quốc. Còn nếu mà mua một cặp chứ em sẽ bớt lại chút đỉnh cho cô chú anh chị mình ha. Cặp tủ này rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Chất liệu gỗ là bằng gỗ. Đó, 30 và 31 mua lẻ cũng vẫn bán luôn nha. Đó, Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đồng hồ shop Thanh Triệu rất là nhiều. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.